Bức tranh được giới thiệu ở đây có chủ đề rất phổ biến trong các sáng tác về phong cảnh miền núi của họa sĩ Hoàng Tích Trù, mà có lẽ chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến tác phẩm Sơn Mài, Tổ Đồi Công Miền Núi, hiện đang thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Hoàng Tích Trù sinh năm 1912 tại Hà Bắc, quê ở Phù Lưu, Từ Sơn, Bắc Ninh. Cha ông là Hoàng Tích Phụng, một nhà nho từng làm tri phủ và tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Anh trai ông là nhà báo Hoàng Tích Trù, chủ bút tờ Đông Tây Tuần Báo, bán chạy nhất Bắc Kỳ thời đó. Các em là nhà viết kịch Hoàng Tích Linh, bác sĩ Hoàng Tích Tộ và nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ. Theo cuốn Từ điển họa sĩ của nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt, năm 1929, ông theo học lớp dự bị trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi năm vài ba tháng, nên ông phải thi nhiều lần mới đỗ vào khóa 11 năm 1936-1941, học cùng với Nguyễn Văn Tị, Nguyễn Tiến Trung, Bùi Trang Trước, v.v. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương năm 1941, ông mở xưởng vẽ tại phố Hàng Khoai và là một trong bốn họa sĩ đầu tiên mở xưởng sơn mài ở Hà Nội. Lúc ấy còn có xưởng của họa sĩ Phạm Hậu ở Đông Ngạc, Từ Liêm. Ông tham dự Salon Unique cũng như các cuộc triển lãm của Fata. Dựa theo tư liệu trên, bức tranh Cảnh miền núi sáng tác năm 1941 của Hoàng Tích Trù có thể là những sản phẩm đầu tiên của xưởng sơn mài Hàng Khoai. Mặt sau lưng còn có logo Chu, biểu tượng nhận diện của các tác phẩm sơn mài Hoàng Tích Trù. Trên thực tế, Cảnh miền núi của Hoàng Tích Trù là bức tranh được vẽ trên lòng của một khay gỗ hình vuông phủ sơn ta, kích thước 30,5 x 30,5 cm, cao 3,8 cm tính cả chân đế, chiều sâu khay 2,5 cm, lòng khay 28,5 x 28,5 cm, tranh nằm trong lòng khay, mỗi chiều 20 cm. Bức tranh miêu tả phong cảnh nông thôn miền Bắc với những thửa ruộng lúa nước, sặng tre, những hàng cây rậm rạp nhấp nhô, cách không xa lắm là núi đá sừng sững. Đây là một bức tranh sơn mài có lối bố cục căn bản, cổ điển, xa gần hài hòa, dễ cảm thụ. Nếu có chút tìm hiểu nghiên cứu về bút pháp trong tranh Hoàng Tích Trù, chúng ta sẽ nhận thấy ngay lối vẽ phơn phớt một vài đám mây trên nền trời. Cách tạo hình những mảng ruộng, những gờ đất, mặt ruộng loáng nước tương đồng với một số bức tranh cảnh đồng ruộng miền núi được ông sáng tác sau này. Năm 2021, một bức sơn mài bình phong 3 tấm của Hoàng Tích Trù đã được phát hiện trong tình trạng phủ bụi tại một căn nhà ngoại ô Lyon, Pháp. Tuyệt tác chỉ được tìm thấy khi chủ nhân ngôi nhà yêu cầu bên đấu giá kiểm kê và định giá đồ đạc của ngôi nhà. Bức bình phong 3 tấm với chữ ký họa sĩ phía dưới, chuyên gia kiểm định François Pierron chia sẻ: "Đây quả là một phát hiện tuyệt vời. Chủ nhân thừa kế ngôi nhà từ ông bà và nghi ngờ rằng đây là một món đồ quan trọng với độ tinh xảo và bền đẹp, nhưng không biết giá trị của nó. Sau khi nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan, chúng tôi xác định bức bình phong được đặt hàng trực tiếp từ nghệ nhân Hoàng Tích Trù nhân dịp sinh nhật người con của một cặp vợ chồng buôn vải vóc. Đôi vợ chồng này đã chuyển từ Nam Định đến Lyon, Pháp và định cư tại đây vào đầu những năm 50 khi kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đang diễn ra tại Việt Nam." Năm sáng tác 1941 của bức bình phong 3 tấm trên cho chúng ta thấy thời điểm tương đương với cảnh miền núi. Cùng với phong cảnh chùa Thầy, trên chiếc nắp hộp này khiến chúng ta liên tưởng đến một xưởng sơn mài nhộn nhịp, phong phú các đơn hàng. Cảnh miền núi ở đây còn được thực hiện trước bức Hai thiếu nữ năm 1943 sáng tác chung với Nguyễn Tiến Trung. Hai ông hay có tranh sáng tác chung với nhau bởi vài năm sau khi Hoàng Tích Trù mở xưởng sơn mài riêng năm 1941 ở phố Hàng Khoai thì hai ông cùng chung nhau làm xưởng. Điều gây sự chú ý ở đây, như đã nói phần đầu video, cảnh miền núi của Hoàng Tích Trù gợi liên tưởng đến bức
Tổ Đổi Công Miền Núi, sáng tác năm 1958 của ông. Hai bức sơn mài sáng tác cách nhau 17 năm, nhưng chủ đề, ngôn ngữ, bút pháp, hòa sắc đều rất tương đồng. Chỉ khác bức Tổ Đổi Công Miền Núi có thêm nhân vật, dùng thêm vỏ trứng để thay màu trắng. Theo một số nhà nghiên cứu hội họa sơn mài nhận định, những bức tranh sơn mài thời kỳ đầu ở Việt Nam thường sử dụng bảng màu sơn mài truyền thống vàng, bạc, son, then, cánh dán, vỏ trứng, vỏ chai cổ truyền. Cuốn Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phần giới thiệu về họa sĩ Hoàng Tích Trù có đoạn: nổi bật trong số tác phẩm của ông có bức Tổ Đổi Công Cấy Lúa, được ông sáng tác năm 1958. Tác phẩm này gần với thiên nhiên và hiện thực. Ông đã tìm ra một gam màu mới với một nền trời màu lam nhẹ, trong vắt, phần núi và nước màu ghi xanh cùng tông với nền trời. Ở bức tranh sáng tác năm 1941 này, Hoàng Tích Trù đã dùng màu xanh lam nhẹ. Màu xanh lam rực rỡ hơn đã được sử dụng trong bức sơn mài chủ đề Giáng sinh, sáng tác cùng Nguyễn Tiến Trung năm 1942-1943. Màu xanh lam này chúng ta cũng thấy trong bức sơn mài Gành thác chợ bờ của họa sĩ Nguyễn Văn Tị. Vậy có thể thấy, kỹ thuật làm màu lam đã khá phổ biến ở Việt Nam, chứ không phải đến khi họa sĩ Nguyễn Văn Tị sang Nhật năm 1943 tham quan và mang theo kỹ thuật dùng màu lam về nước. Họa sĩ Nguyễn Bình Minh, con họa sĩ Nguyễn Văn Tị cho biết, bố của chị dùng màu xanh biển thẫm của bột màu nghiền với sơn cánh dán để vẽ màu xanh. Xanh nhạt hay sẫm là do xử lý pha thêm màu hoặc dùng mỏng hay dày. Màu xanh này khi nghiền với cánh dán, nó rất trong, càng nghiền càng xanh. Chị còn cho biết thêm, ai đã dùng bột màu xanh đều sợ vì nó nhẹ, màu xanh bay khắp nơi. Mãi sau này mới dùng màu lam của Nhật sản xuất. Như vậy, rất có thể sắc xanh lam trong tranh Hoàng Tích Trù và Nguyễn Văn Tị từ bột màu nghiền với sơn cánh dán. Bức sơn mài Cảnh Miền Núi của Hoàng Tích Trù ở đây tuy chỉ là một bức tranh nhỏ nằm trong lòng một cái khay với công năng vừa sử dụng, vừa trang trí. Nhưng với ngôn ngữ tạo hình đặc trưng Hoàng Tích Trù, với bảng màu xanh lam dịu nhẹ hiếm có đã khiến cho cảnh miền núi của ông có nhiều điều để liên kết, suy đoán, trên cơ sở đó xem xét lại một số tư liệu đã được viết trước đây về kỹ thuật sử dụng chất liệu hội họa sơn mài Việt Nam trước năm 1945. Họa sĩ Hoàng Tích Trù sinh năm 1912, mất năm 2003 và một số thành tựu cá nhân nổi bật: Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy hiệu Hồ Chí Minh, Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Giải ba triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1958 và năm 1960. Năm 1955, giành giải nhất trang trí sân khấu. Năm 1990, giành giải thưởng triển lãm mỹ thuật thủ đô. Giải thưởng triển lãm mỹ thuật quốc tế tại Ấn Độ, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức. Viện trưởng Viện Mỹ nghệ Hà Nội từ năm 1969 đến khi nghỉ hưu. Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000 về văn học nghệ thuật đợt 2 cho các tác phẩm tranh sơn mài: Tổ Đổi Công Miền Núi, kích thước 75x100cm. Bác Hồ trồng cây với thiếu nhi, kích thước 112x270cm. Mùa gặt, kích thước 100x150cm. Đêm hậu cứu, kích thước 98x165cm.